Tại Đà Nẵng, sau khi giá xăng dầu tăng chóng mặt, giá cả các mặt hàng tiêu dùng cũng leo thang. Đời sống nhiều người dân đã bị ảnh hưởng, phải thắt chặt chi tiêu hơn trước. Bên cạnh đó, hoạt động của nhiều doanh nghiệp và đặc biệt là các loại hình vận tải cũng gặp nhiều khó khăn. Giữa thời bão giá, mỗi ngày đi chợ, nhiều người dân phải tính toán co kéo sao cho hợp lý. Do giá nhiều mặt hàng tiêu dùng hàng ngày như thịt, cá, rau xanh đều tăng cao theo giá xăng. Hiện nay là cái giá xăng nhà nước lên, tất cả mọi thứ đều lên. Như hồi kia con mua một cây dầu phụng chỉ có 45 ngàn thôi. Mà bên đây là phải 60 mấy ngàn con mới mua được cây dầu phụng. Vậy nên đây là tất cả mọi thứ là cái chi không cũng lên hết mà con lòm không ra tiền. Con lòm y nữa, mấy bữa con lời trăm, bên đây cũng lời y trăm hay là 80 luôn, chứ không có nữa. Nhưng mà vật gió lên nó hủa con đang cô theo cho kịp đây. Người tiêu dùng thì chật vật giữa cơn bão giá, còn tiểu thương tại các chợ trên địa bàn Đà Nẵng cũng lào đào không kém bởi sức mua của người dân thấp hơn so với trước kia rất nhiều. Sản lượng thịt tươi sống và chế biến từ thịt heo, bò bán ra giảm rõ rệt. Thay vì mua thịt heo, bò, người tiêu dùng có xu hướng chuyển sang dùng thịt gà, thịt vịt với giá rẻ hơn. Tại chợ bán, giữa chợ bán ế ghê lắm. Thành ra là nhiều lúc mình bỏ bằng hàng thôi, còn bao nhiêu là chiều là về sớm thôi. Nhưng mà nói chung dân họ không có tiền ăn. Cậu hiểu không? Họ làm ăn bây giờ khó khăn quá đi. Rất là khó. Thành ra là hạn chế ăn nhiều lắm. Có bữa ngồi mà bán được lô thịt rất là gai lắm. Họ chỉ mua cái giá mà mình bỏ sạch thôi, chứ không bao giờ mình bán lãi được. Trong khi đó, đối với các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp vận tải còn chưa kịp gượng dậy sau 2 năm vật vã với COVID-19, nay lại phải đối mặt với giá xăng dầu tăng hơn 60% so với cùng kỳ năm trước. Những hợp đồng vận tải hàng hóa thì ký theo năm, trong khi giá xăng dầu theo ngày khiến họ khó có thể cân đối chi phí sản xuất và chỉ có thể hoạt động cầm chừng. Giá dầu tăng theo từng ngày dẫn tới chi phí ảnh hưởng trực tiếp rất lớn. Đơn cử như là có những khách hàng là chúng tôi không thể tăng giá bởi vì là hợp đồng chúng tôi đã ký nguyên một năm hoặc thậm chí là quý 6 tháng chúng ta mới tác động về việc tăng giá được. Giá xăng tăng cao kéo theo đà tăng giá của mọi chi phí sinh hoạt, hàng hóa thiết yếu khiến đời sống của người dân chịu nhiều áp lực. Nhiều ngành nghề cũng chịu tác động như hoạt động khai thác thủy hải sản của ngư dân, taxi, xe ôm công nghệ. Việc cân nhắc giải pháp kìm hãm đà tăng của giá xăng nhằm ngăn biến động tiêu cực của thị trường đến đời sống người dân và hoạt động của doanh nghiệp đang trở nên bức thiết.